Chúng tôi thấy rất nhiều những tiếng cười của khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay. Và chúng tôi cũng thấy cả chị Hương cũng cười rất là vui đúng không ạ, khi mà theo dõi câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ. Thế chị Hương thấy đôi vợ chồng này thế nào ạ? Tôi thấy là em Bí đã cẩn thận không thừa. Bởi vì là đúng là cái cặp vợ chồng này là cái chức năng làm bố làm mẹ là rất là kém. Trong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ, đứa con đó ăn cuối cùng không ăn nổi và ngủ cũng không ngủ nổi, chính là bởi vì bố mẹ không quan tâm đến mức không biết cái sở thích thật sự của con mình như thế nào, mà cuối cùng cái cô giúp việc mới là người nắm được. Thì chị có cho rằng đấy là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở nhau và chúng ta cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn điều không ạ? Đúng là cũng đã đến lúc cần phải cảnh báo, bởi vì đã có rất nhiều những chuyện mà dở khóc dở cười đối với người giúp việc. Tôi nghĩ rằng là cho dù ở thời nào cũng vậy, thì cái chức phận của người làm cha làm mẹ là rất là quan trọng. Ví dụ như là trong gia đình tôi chẳng hạn, thì khi mà tôi đôi khi tôi cũng cảm thấy hình như mình không được làm chủ, thì tôi đi từ sáng đến tối thì hầu như thời gian ở nhà là cô bé giúp việc trông nhà, và khi tôi trở về tôi đụng vào một cái gì đó là cô tôi quát tôi, cô bảo là đừng đụng vào đấy. Và khi tôi nói là chị phải nấu này, biết rồi, nói nhiều. Tức là cô ấy là người chủ, và tôi đôi khi tôi bảo hình như là chị ấy mới là chủ nhà, và tôi chỉ là người khách chó thôi. Dạ vâng, chúng ta đang đánh mất dần cái quyền làm chủ mình bởi vì là chúng ta lơ là thôi đúng không ạ? Và bởi vì chúng ta giao phó quá nhiều, và chính xác ra là chúng ta ỷ lại quá nhiều vào những người giúp việc. Liệu rằng câu chuyện của đôi vợ chồng đó đã dừng lại đấy chưa? Hay là vẫn tiếp tục còn những chuyện khác xảy ra với họ khi mà thiếu vắng những người giúp việc? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ. Ôi giời ơi! Gì? Ôi trời, anh ơi, đâu? Ôi trời, khổ quá, anh ơi, giúp em một tay cái. Khổ quá nào. Em ơi, cái quần dài của anh đâu rồi? Làm sao mà em biết được? Đâu rồi, cái ấy đâu rồi anh ơi? Khổ quá, cái ấy đâu rồi? Cái ấy là cái gì? Cái ấy. Ôi trời ơi, khổ quá. Cái ấy là cái gì? Đây rồi, cái quạt đâu rồi? Này, đi đâu đấy? Tìm mỗi anh cái quần đã. Không, nhưng mà đợi em một tí đã. Đấy. Ôi dồi ôi, làm cái gì mà khói lên thế hả? Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Làm cái gì mà khói lên thế? Em quạt cái bếp lò. Ở kia bếp ga đâu mà lại phải quạt bếp lò? Hết ga rồi. Ôi giời ơi, hết ga thì gọi ga mà dùng. Làm gì thế cho nó khổ ra? Ôi trời ơi, khổ quá. Làm sao mà gọi ga được? Anh không biết là bây giờ gọi ga mà nó cứ lỡ ngớ rồi ga nó nổ đùng một cái có mà cháy nhà hết à? Sao lại cháy nhà? Cái hàng ga quen mà là không lo nhà hết ga cơ mà. Hàng ga nào? Cái hàng ga quen mà hôm trước con Bí nó về nó để lại số điện thoại ấy. Rồi ạ. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Hả? Quần... Ê, ông đi cái kiểu gì mà lại tắt chân tươi chân héo thế này hả? Quá, đi phơi 4-5 đôi rồi thì một đôi nó khô, một đôi nó chưa khô thì phải lấy đôi khác. Trời ơi, trông chồng với con thế này à, sao lại mặc cái quần nó dính thế này? Vẫn ướt, đã khô đâu, chết quá. Trời ơi, thôi mặc kệ anh. Bây giờ làm cái gì bây giờ nhở? Em đi tìm cho anh cái quần đi. Quần nào? Cái quần kẻ caro mà anh vẫn mặc ý. Ôi, thôi chết rồi anh ơi. Sao? Em quên mất rồi, cái quần mà anh bảo em giặt cái gì em quên. Em vẫn ngâm ở trong chậu ấy, em chưa giặt. Rồi ôi. Em bảo này, thôi bây giờ thế này nhá, em nhiều việc quá em chả nhớ cái gì đâu. Bây giờ anh vào trong khi anh tìm đại đi một cái quần nào anh mặc cho em. Làm sao anh biết được ở đâu? Thôi em đi vào em tìm cho anh gánh. Nhưng mà em không biết ở đâu. Em không biết ở đâu. Thế cuối cùng là nó ở đâu? Làm sao mà em biết được? Con Bí nó cắt quần của anh chứ em có cắt quần của anh đâu. Thôi tôi đi vào đi tìm cho tôi nhanh lên. Tìm nhưng mà ở đâu? Thì cứ đi vào tìm đi, ở trong tủ ấy. Tủ nhưng mà tủ ở ngăn nào? Thì làm sao anh biết được? Trời ơi, thôi được rồi, thế đợi em tí. Khổ quá thì được ấy. Anh ơi! Gì? Cái ngăn này hả? Này nhưng mà anh ơi không được đâu anh ơi. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Cái quần nó nhầu lắm, làm sao mà mặc được? Thì em là cho anh cái. Ô hay nhỉ, em có là đâu. Anh phải đi tiếp khách bây giờ. Nhưng mà mọi hôm là toàn con Bí nó là chứ em có là đâu. Thế cái bà là ở đâu? Bà là, được rồi. Anh ấy nhưng mà ở đâu nhở, bà là ở đâu? Thì làm sao anh biết được? Trời ơi, đến được cái nhà với cửa thế này. Bây giờ thế này nhá, bây giờ sao? Em cứ lấy tạm cho anh một cái quần ra đây. Quần, nhá. Rồi. Anh sẽ đi tìm cái bàn là. Rồi. Nhá, xong rồi là, nhá. Rồi. Anh này nhưng mà anh ơi, khổ quá. Còn cái bếp lò anh định bỏ rơi em với cả cái bếp lò phải không? Hạ ơi.
em đang tập lao động ấy mà. Em đun than nó vừa tiết kiệm mà nó lại vừa an toàn. Sẽ chuyện này là ra dạ. Ra đi tôi bảo. Ra ra. An toàn hay không ở mình nhá. Vâng. Ra cô gọi ngay Gao về dùng cho tôi nhờ nhanh lên. À, chị ngồi đây. Vừa vội thế này. Vâng, khổ quá đi được đấy. Chị thấy không? Ừ, em cứ đầu tắt mà tối lúc nào việc gì cũng đến tay em, chả ai chịu làm đỡ em gì cả. Được rồi, để chị ơi chị. Thôi chị không phải thuốc đâu, chị vừa lên chị cứ để đấy. Chị ơi em vào em pha cho chị cốc nước thì chị uống nhá. Nước chanh, nước cam, nước xoài, nước ổi, rồi, nước gì cũng có. Rồi, tôi uống cái gì cũng được. Cứ phải vẽ. Vâng. À, này. Dạ dạ. Hay là cho cốc Milo cũng được. Milo, vâng Milo có ngay ạ. Sợ gấp nhà mới cửa sợ thật đấy chứ lại sao lại bừa bộn thế nào. Ôi trời ơi chị ơi. Ôi à? thôi chị cứ làm cho. Ôi, không tí nữa em sợ. Sao mình nhà cửa. Được rồi tôi mặc coi. Chị uống đi em mời chị ạ. Được rồi. Dạ. Gớm trông đã thấy ngon rồi nhờ. Dạ. Ui. Cái gì thế hả chị? Ôi chị ơi ngọt quá hả chị? Nhạt quá thì em cho thêm đường nhá chị nhá. Cái gì thế hả chị? Dạ. Ô, cái gì này đây, cô chơi đều tôi đấy à? Ô, đâu, đều ai đều, em có đều chị đâu? Tôi hỏi là cô chơi đều tôi đấy hả? Đâu, em có đều chị đâu hả? Không đều à? Đấy, cô uống thử đi. Uống đi xem nào. Ngon không? Ngon không? Ôi giời ơi, khổ quá đi được ấy. Cái con giúp việc nhà em nó về mà nó cứ để lung tung cả lên. Ôi giời, bao nhiêu thứ em để một nơi thì nó cứ lanh tanh bành tại nó đấy chị ạ. Thôi được rồi. Chị ơi chị, em bảo là chị vào trong kia chị em pha cho chị cốc khác nhá. Thôi, tôi không muốn uống liều nữa. Không. Làm gì? Khổ quá đi được ấy. Sao? Vâng ạ, em biết rồi. Em pha nhầm nó là húng liều. Nhưng mà bây giờ chị vào đây không có húng liều đâu. Sao nhà cửa lại lanh tanh bành này? Đi đâu mà để nhà trống trơn này chứ Linh? Biết ngay mà. Con này về quê vài hôm mà nhà cửa lanh tanh bành như này. Đấy, ra rồi đấy rồi. Cái đầu tóc này bù xù. Trời ơi. Biết ngay mà không làm được cái gì đâu mà lại. Ôi trời ơi. Bí. Trời ơi. Khổ lắm cái con này. Tại sao mày lên chậm thế hả? Mày giết cô rồi. Cô quên à? Hả? Cô cho cháu nghỉ đến tận ngày mai cơ mà. Nhưng mà cháu tính là ngày mai cả cô và chú đều phải đi làm. Nên cháu lên sớm một hôm còn gì nữa. Đúng rồi. Này cô bảo đây. Dạ. Khẽ thưa cô bảo này. Cháu để cái gì ở trong cái lọ Milo thế? Húng liu. Ôi trời ơi. Sao hả cô? Sao lại để húng liu ở trong lọ Milo? Thì Milo hết từ lâu rồi. Nhưng mà cháu thấy cái lọ đẹp cháu giữ lại để đựng húng liu. Thế trước khi về cháu đã dặn cô chú cẩn thận cái gì để ở đâu đấy mà cô quên à? Đây, thế cô hỏi thật nhá. Dạ. Cái lọ Milo mày để đâu? Ở cái ngăn tủ cái kia. Ôi trời ơi, cái con này đi để à, đây. Tác giả của cái cốc húng liều của chị đây. Đấy, nó đây. Này, cô nói cho mày biết nhá. Cô ở với mày nhá, cô là người ngăn nắp cẩn thận là mày. Cô cái tính ngăn nắp cẩn thận là thế nào? Hả? Mày để cái lọ Milo ở đâu con? Ở trong ngăn tủ. Để ở trong tủ kia để mà kiến nó vào nó nhấm tủ của cô hả? Con này láo quá cơ. Em không phải chịu được nó đâu chị ạ. Cô không phải mắng nó nữa. Cô cẩn thận thế nào tôi biết quá đi rồi. Này tôi bảo nhá. Thôi bây giờ cái gì để đâu, cần cái gì để tôi sẽ làm nhoáng một tay là xong ngay nhá. Thôi chị làm sao ở đây khổ, chị cứ ngồi đi để em. Khổ cứ để em này. Cái gì thế? Cô ơi, hả? Cháu nói với cô là cháu về quê ăn Tết có vài ngày thôi rồi cháu lên ngay. Cháu hứa với cô là cháu làm 5 năm thì cháu sẽ làm đủ cả 5 năm. Thế tại sao cháu vừa mới về, cháu lên đây mà cô đã rước ngay con mẹ giúp việc mới là nào hả cô? Này, anh bà nó đừng có tôi không biết được cái gì đâu. Cô bà, chị chết hết. Thằng sao lại láo thế hả? Bây giờ anh được rồi. Tại sao trời ơi, đây là chủ của chị. Chủ của chị cũng xử lý. Cô thấy ra chủ của chị cũng xử lý. Chị của chú nhà. Tôi không nhờ với cô. Ôi trời ơi khói. Cháy rồi cô ơi. Ôi tôi chết rồi. Này. Cháy cái gì đâu? Đun bếp than. Ôi sao lại bếp than hả cô? Khổ quá. Bếp than ở đây hả cô? Thì nhà mình hết ga rồi. Cô đun bếp than có sao đâu. Sao không gọi ga? Ô hay nhở. Mày chả nói với cô là bây giờ mà gọi ga cứ lỡ ngỡ nó nổ tung cả cháy nhà làm sao? Số điện thoại cháu dán ở trên bình ga, cháu đã dặn cô rồi. Số nào? 8225522.
nhà. Tôi chết được, cô lại tưởng là số gọi xe taxi. Ủa, taxi gì mà taxi, khổ quá. Mắt nữa, cháu về nhà có vài hôm mà nhà cô loạn hết cả lên thế này. Cháu mà về quê lấy chồng hẳn là thì không biết cô xoay sở nào ấy, khổ ghê. Thế được rồi, anh đây này, bí. À, con bà trong kia con pha cho bác rảnh một cốc nước Milo hộ cô nhá. Để cô làm, gấp phẩy tay một cái là xong ấy mà, cứ để đấy. Đi vào, vào. Chị ơi, chị cứ ngồi đây nhé, em ra em gọi ga cái nhá. Em gọi ga xem em về, đừng dọn cái gì, cứ để em dọn chị nhá. Được rồi, cô vâng, đi vâng, đi. Vâng. Cô uống nước đi cô uống đi. Này, Milo đấy. Mày có cho tao uống liều không đấy? Không, cháu thì nhầm làm sao được. Chỉ có cô ấy thôi, cô ấy đoảng thì cô ấy mới pha nhầm thôi, cô uống đi. Xem nào. Được. Cô ơi, cháu nói thật với cô chứ. Cháu ấy, đi đâu có vài hôm thôi là phải dặn cô chú ấy, như mẹ dặn con ấy, khổ ghê không? Cái gì để ở đâu là cấm cô chú có biết ấy. Cô biết không, chú ấy đi làm về là phải đi đánh tennis với cả uống bia. Còn cô ấy là còn đi tập aerobic, lấy đâu ra thời gian. Thế chứ, tôi chết. Thế này thì hỏng rồi. Bí, dạ. Trời ơi, dạ đây. Dạ. Mày bếp xếp cái gì đấy hả? Vớ vẩn nhờ. Thôi đi vào trong kia nhanh lên. Vào thì vào, nhưng mà cô ơi, cô gọi ga chưa? Rồi, sao? Cháu không quen đun bếp than đâu, cháu quen đun ga. Chú ấy là bị bệnh viêm mũi dị ứng. Rồi. Phải tránh tiếp xúc với các loại khói than, khói bếp. Thế mà cô đun bếp than ở trong nhà thế kia, thì ngang bằng giết chú ấy không ra không súng mà. Vợ thì phải quan tâm đến chồng tí chứ, ai lại thế bây giờ đâu. Trời ơi, cái con này. Đây, chị thấy đấy. Nó giúp việc như thế thì làm sao mà giúp được cơ chứ. Khổ, giúp việc thì nó cứ như là người chủ người ta ấy, thì khổ ghê cơ. Em làm bao nhiêu việc cơ, bận mọi... Trời ơi, cô ơi, sao cô lại để cho em ngủ như thế hả cô? Sao lại để cho em mặc áo khoác to lù như thế này ngủ? Vã mồ hôi trộm ra nhiễm lạnh thì nó chết mất nát chứ còn gì nữa. Lần nữa mình cứ tầm cho em cứ ngủ như thế nhá cô nhá. Bí, ô hay nhở. Thế bây giờ cô hỏi mày, cô là chủ hay là mày là chủ? Cô là vợ chú hay là mày là vợ chú hả? Ai đi vào trong nhà thay áo cho em. Con này láo quá nhở. Láo quá cơ. Nó cứ láo không thể nào mà chịu được. Thôi, bé bé cái mồm. Tôi tưởng không có nó thì cô chú cũng có thời gian để đi tập aerobic với te lít. Ôi trời ơi, khổ quá, làm gì có chị cơ. Con này nó cứ nói lung tung ấy mà. Đấy, chị thấy ông nhà cửa thì lanh tanh bành. Em thời gian nào mà em đi được nữa. Thế con không gửi quà cho ông bà nội em bầu à? Quà, đi, quà nào? Cái túi quà cháu bảo là cô gửi cho ông bà ấy, cô không gửi à? Ôi hay nhờ, cô gửi rồi. Thế cái túi nào đây? Cái túi nào đây hả cô? Cái túi nào đây thì làm sao mà cô biết là túi nào đây? Ôi, cháu đã dặn rồi là cháu tự tay cháu đi mua rồi tự tay cháu gói cháu để ở trong ngăn tủ cháu dặn cô chú rồi còn gì nữa. Hay nhở? Cô đã gửi một túi rồi sao lại lòi ra một thôi túi nào đây? Rồi. Cái bọc đen đen kín kín chứ gì? Ôi giời ơi, cái bọc quần áo rách. Cháu để cháu cho cái con đồng nát đi. Cho cái con đồng nát nó mang về nó lót ổ cho con chó nhỏ nó sắp đẻ. Chết rồi. Thì chết rồi. Một năm có một cái ngày lễ Tết. Có một ngày để con dâu biếu quà mẹ chồng. Thế mà con biếu bố mẹ tôi quần áo rách à? Hay không? Ôi trời ơi, thế này thì hỏng rồi. Không, trời ơi, cái việc gửi quà là việc của mày, mày phải quán xuyến, tại sao mày làm cho cô nhầm hả? Cô buồn cười. Mày buồn cười nhở? Việc gửi quà là mày phải quán xuyến, tại sao mày đổ cho cô? Cô là con dâu của các cụ hay cháu là con dâu của các cụ? Thôi. Con láo quá cơ chị ạ. Tôi không có thời gian để ngồi đây nghe các chị cãi nhau nhá. Vô ba vô bẩn. Ê, chị ơi. Chị ơi, đấy, mày thấy chưa? Cô bác cái dỗi rồi đấy. Đợi chị ơi, chị. Trời ơi. Xảy một ly đi một dặm, nhà mình cứ như là nhà người dân ấy. Theo dõi cái câu chuyện thì chúng ta nghĩ rằng là cả chị vợ và cả anh chồng đều không hề phát huy một chút nào cái mà người ta được gọi là làm chủ của gia đình, đúng không chị? Tôi xem lại câu chuyện này và tự nhiên tôi lại tránh buồn vì nghĩ chuyện mình. Tức là tôi cũng mải làm ăn quá và tôi cũng không có thời gian để chăm sóc đến gia đình. Và có một ngày thì anh ấy đã làm cái đơn và anh nói rằng 2 năm rồi anh ấy không được ăn một bữa cơm mà tôi nấu. Thì sau bao nhiêu một thời gian như thế thì càng ngày tôi càng thấm thía cái điều mà cái trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và kể cả làm con trong một gia đình nữa. Chúng ta đã quên mất một điều rằng trong cái cuộc sống này thì những cái điều mà tưởng rằng có vẻ như là chúng ta vô tâm quên đi và mình phó thác cho một cái đối tượng khác
Và chúng ta vẫn luôn nói rằng là tôi mất tiền để tôi trả cho một cái chị giúp việc, để tôi đạt được một cái điều đó là tôi phục vụ cho cái lối sống của tôi. Ví dụ như là cái cô thì đi tập aerobic, hay anh chồng thì đi đánh tennis. Và tất cả những cái thú vui của bản thân mình ấy, họ rất ích kỷ để họ quên mất rằng họ phải làm một người mẹ, một người vợ và một người con dâu như thế nào. Và chính điều này thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nhắc nhở nhau, nhất là các bạn trẻ, bởi vì cái giá trị của gia đình rất là quan trọng. Và nếu cứ như thế này thì chắc chắn sẽ rất nhiều những cuộc ly hôn. Và tôi nghĩ rằng bản thân chính tôi đã là một cái ví dụ điển hình. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Hương với những khán giả của chương trình. Chúng tôi nghĩ là đúng như là chị Hương đã vừa tâm sự, chúng ta phải thấy rất rõ ràng là trong bất cứ một gia đình nào thì người phụ nữ luôn luôn là người giữ lửa và luôn luôn là người mà sẽ là trụ cột của gia đình. Đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ ấm, đúng không ạ? Tuy nhiên không chỉ có người phụ nữ mà kể cả người chồng, người cha trong gia đình cũng cần phải khẳng định rõ cái vai trò của mình. Và chỉ khi người chồng đúng là người chồng, người cha đúng là người cha và người vợ đúng là người vợ thì lúc đó cái gia đình của chúng ta mới tồn tại được. Khi mà chúng ta quá ỷ lại, quá phó thác và chúng ta quá tin vào sức mạnh của đồng tiền để chúng ta có thể nghĩ rằng nhờ có đồng tiền chúng ta có thể thuê làm bất cứ việc gì chúng ta muốn thì chúng ta vô hình đã, rất là vô tình đã đánh mất đi cái mà mình đáng được hưởng, đó là cái hạnh phúc của một gia đình đầm ấm. Một câu chuyện mà chúng tôi đưa đến cho quý vị các bạn vào buổi sáng 30 Tết và một buổi sáng mà một năm sắp sửa qua đi và chúng tôi nghĩ rằng một năm mới sẽ đến. Chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị các bạn thật là nhiều niềm vui và chúng tôi hy vọng là sẽ không có những chuyện đáng tiếc như là trong câu chuyện chúng ta vừa xem. Xin chúc cho các gia đình, mặc dù là có người giúp việc thì cũng hãy để cho họ làm đúng cái bổn phận của họ. Còn chúng ta hãy làm đúng bổn phận của chúng ta là những người chủ thực thụ của gia đình. Xin cảm ơn chị Thanh Hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do nhãn hàng Thai Downy của công ty PNG Việt Nam tài trợ. Xin tạm biệt quý vị và các bạn và xin được gặp lại quý vị và các bạn vào sáng thứ Bảy tuần sau.